Một, Sa Môn, Bà La Môn. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Xá Vệ, tại Thắng Lâm, ở giường ông cách cô độc. Ở đây Thế Tôn, này các tỷ kheo, những Sa Môn hay Bà La Môn nào không biết già chết, không biết già chết tập khởi, không biết già chết đoạn diệt, không biết con đường đưa đến già chết đoạn diệt. Này các tỷ kheo, những Sa Môn hay Bà La Môn ấy, giữa các Sa Môn không được chấp nhận là Sa Môn, hay giữa các Bà La Môn không được chấp nhận là Bà La Môn, và những tôn giả ấy không được tự mình với thắng trí đạt được, chứng được và an trú trong hiện tại mục đích Sa Môn hạnh và mục đích Bà La Môn hạnh. Và này các tỷ kheo, những Sa Môn hay Bà La Môn nào biết già chết tập khởi, biết già chết đoạn diệt, biết con đường đưa đến già chết đoạn diệt. Này các tỷ kheo, những Sa Môn hay Bà La Môn ấy, giữa các Sa Môn được chấp nhận là Sa Môn, hay giữa các Bà La Môn được chấp nhận là Bà La Môn, và những tôn giả ấy tự mình với thắng trí đạt được, chứng được và an trú ngay trong hiện tại mục đích Sa Môn hạnh và mục đích Bà La Môn hạnh, trú ở Xá Vệ. Họ không biết sanh, họ không biết hữu, họ không biết thủ, họ không biết ái, họ không biết thọ, họ không biết xúc, họ không biết sáu xứ, họ không biết danh sắc, họ không biết thức, họ không biết hành, họ không biết hành tập khởi, họ không biết hành đoạn diệt, họ không biết con đường đưa đến hành đoạn diệt, tự mình với thắng trí đạt được, chứng được và an trú ngay trong hiện tại mục đích Sa Môn hạnh và mục đích Bà La Môn hạnh.